thấy em để ý là em thích bạn nữ mà có ngón tay ngón chân nó dễ thương á, nó đẹp á. Ngón tay ngón chân đẹp hả? Dạ đúng rồi. Cái này tay chị Tường. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời chị bạn. Chúng ta giới thiệu về mình. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Nhật Ái, 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm, khoa giáo dục tiểu học. Vậy là quê mình ở đâu em? Dạ, em ở Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ. 23 tuổi. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên Lê Nguyễn Thành Đông, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là trưởng phòng kinh doanh. Mình là ở đâu? Dạ, em quê ở An Giang ạ. An Giang lên thành phố là ở đâu? Hiện tại em ở quận 11. Với một cái hình dáng thế này, với một sự năng động và một cái chức vụ như bạn thì tôi không tin rằng bạn gọi là ế đâu. Dạ thì trước giờ thì cũng quen được khoảng 4 mối tình rồi, cũng nhiều nguyên nhân, nhiều lý do thì cũng không đi được với nhau nữa. Lý do nào bạn có thể nói một số lý do để mình rút kinh nghiệm á mà. Em đi quá nhiều, em làm nhiều á thì thành ra là nó ảnh hưởng rất là lớn. Hôm nay nếu như bạn mà quen bạn gái bên kia, dạ, bạn đi nhiều quá như vậy, dạ, mất cơ hội nữa thì sao? Từ trước á thì em hình dung là mình sẽ cố gắng làm lo cho sự nghiệp trước. Lúc đó là mình mới tập trung là gia đình. Bữa nay 29 tuổi rồi ha. Dạ đúng rồi. Thì gần đây á, thứ nhất á, là mấy anh chị em trong gia đình á, là cũng bắt đầu là lần lượt là cưới. Rồi nhất là chị hai em á, chị ruột em á, thì có em bé. Mà em thấy là giống như đến lúc mình đã lập gia đình rồi thì em biết là mình phải nên tập trung như thế nào. Đúng rồi, bớt để công mình... việc lại ha. Dạ, tập trung cho tình yêu. Bạn nữ bên đây thì mình cũng không tin là em lại cũng bị ế. Chị thấy em rất là dễ thương và đi học trong trường thì chắc là cũng phải có nhiều anh dòm ngó đưa, dạ, đón. Trong trường em khoa giáo dục tiểu học thì ít con trai lắm chị. Đa số là bạn nữ là nhiều. Nhưng bây giờ mình đang còn đi học, nếu bây giờ hai bên mà kết nối được với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc có lẽ là em phải tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi em mới... Là bao nhiêu lâu? Ảnh 29 tuổi rồi, giờ ảnh muốn vợ dữ lắm rồi. Dạ chắc cũng khoảng... 1-2 năm gì đó chị. Hết hồn, 1-2 năm được hả anh ha? Dạ em thì 1.5 đến 2 năm là ok. Vậy dạ, được rồi. Tưởng bạn này đòi ổn định công việc, bạn nói 3-4 năm, cái bên kia anh đợi đâu có nổi đâu. Thôi bây giờ mình nói luôn đi, mình muốn tìm một người yêu, một người vợ như thế nào? Xinh xắn, dễ thương. Ai cũng thích hết. Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì giống như bạn nữ, tư tưởng cũng chuẩn, biết được mình. Tư tưởng chuẩn là sao? Dạ thí dụ như có một số bạn nữ nói là không biết nấu ăn. Không thích nấu ăn, giống như thời buổi giờ thì không sao hết. Giống như bạn không biết nấu ăn thì bạn bù lại bằng vấn đề gì đó. Em và bạn nữ đó là cũng cùng nhau suy nghĩ làm sao lo chuyện đó cho nó ok. Chứ không phải là không biết nấu ăn rồi vậy thôi hết. Thôi không đi đó, chưa thích gì nữa người phụ nữ nữa. Dạ, từ trước tới giờ thì em thấy em để ý là em thích bạn nữ mà có ngón tay, ngón chân nó dễ thương á, nó đẹp á. Ngón tay, ngón chân đẹp hả? Dạ đúng rồi. Em cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bàn tay bứt măng á hả? Cứ coi coi. Dạ, dạ cũng giống vậy á. Thích bàn tay thôi. Này bứt măng không chị? Đương nhiên là những yếu tố khác thì nó cũng quan trọng, nhưng mà đó cũng là một trong những điểm cộng em rất là thích. Cho coi luôn đi để người ta có cái tinh thần người ta nói chuyện. Đây đây, đưa đây đây này, qua cho coi tay. Đó giờ mình đi coi đàn gái coi mặt, giờ bên đây dù coi tay trước. Lạ thiệt. Này tay chị Tường. Sao? Được không? Dạ, 9 điểm. 9 điểm, được rồi em. Dạ. Sao biết tay tôi hay vậy? Tay tôi gớm lắm hả? Tay tôi được mấy điểm? Dạ 6. Tại mấy chương điểm? Chương trình còn đang quay tiếp nên chị cũng 9 điểm. Dạ. Được, biết cách. Em có cái tiêu chuẩn gì để tìm bạn trai hay không? Dạ, em ghét mấy bạn trai đẹp trai, ga lăng, cao to lắm chị. Kỳ vậy? Dạ, tại vì ủa, ghét vậy? Của nào chờ trao của đó mà chị. Rất là dí dỏm. Bên đây hơi bị chuẩn đó em. Dạ. Có điều gì mình không thích? Dạ chắc đầu hói, bụng bự. Chắc anh trẻ anh không có. Không, mấy đứa cái bụng qua đây cho tôi coi coi. Không có gì hết á, yên tâm đi. Đâu, tôi không có tình ai hết trơn á. Dạ, em chào chị. Được ha, không có hói nhiều, chỉ hói nội bộ vài chỗ thôi. Mà em có tật xấu gì không? Dạ có, em nghĩ là cũng rất là nhiều ạ. Cái gì? Thí dụ như là em hạn chế mấy việc nhà lắm. Giống như thứ nhất là mình lo làm, cái thứ hai nữa là giống như mình cũng không thích việc nhà rồi đó. Ví dụ như rửa chén, giặt đồ, quét nhà, lau nhà rồi đó, là em rất là hạn chế những mặt đó. Rồi giả tỷ bạn nữ cũng hạn chế luôn rồi sao? Ăn em... xong đập chén. Em là anh thì... em làm hết luôn hả?
mình cũng sắp xếp được. Thí dụ như cả hai cùng đi làm, thí dụ việc ít thì mình sẽ chia nhau ra làm, phải chia sẻ với nhau. Có phụ vợ đúng không? Dạ đúng rồi, ok. Mà không thích thôi. Còn nếu như mà việc nhiều hay là có em bé đó thì cố gắng thiệt nhiều, làm thiệt nhiều rồi mướn người chăm sóc. Được ha. Dạ. Có phụ đừng có lo, nhưng mà em biết làm việc nhà không? Để anh Hoàng dạ, xem biết gái rồi hợp với thằng trai không nha. Xin dạ, chào cô gái. Rất dễ thương, đàn trai phong độ, lịch lãm, giỏi giang. Em thích người đàn ông làm thế nào để mình có nhiều niềm vui nào? Dạ, ảnh biết cách quan tâm, chăm sóc. Còn phải biết nghĩ đến người khác nữa. Đừng có để bụng những chuyện nhỏ nhặt nhỏ nhen, đừng có gia trưởng. Anh này có gia trưởng không anh? Dạ, em không có vấn đề đó đâu. Đúng rồi, người miền Tây ít có gia trưởng lắm. Dạ. Anh này cũng thoáng lắm, hài hước nữa. Rồi gì nữa, mong muốn anh làm gì cho mình nữa? Dạ, cũng đơn giản, anh muốn làm gì thì anh làm. Anh muốn làm gì mà. Em cũng không đòi hỏi gì nhiều ạ. Em có phải là người phụ nữ thích lãng mạn không? Dạ, em nghĩ là phụ nữ nào cũng thích lãng mạn. Thích lãng mạn. Dạ. Em ơi, em trai có lãng mạn không em? Có những lúc em rất là lãng mạn. Thì em hy vọng sắp tới là lãng mạn nhiều hơn nữa. Dạ, nếu mà hình tượng thì em muốn là giống ba em. Ba em? Ba em là một người chung thủy, thật thà. Việc gì cũng biết làm ở nhà hết, như là sửa điện, sửa xe, sửa ống nước. Nói chung là việc nhà là ba em đều biết làm hết. Ai cũng ngưỡng mộ ba mình và muốn người yêu của mình giống ba của mình hết. Dạ. Giống mẹ mình ha. Anh thấy hai bên cũng hợp rồi đó. Về vóc dáng, về ngoại hình, về tư tưởng, về những cái suy nghĩ. Dạ. Đề ra là nó cũng gần như hợp. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái thì mình đi với ai? Bạn mình đi với ai? Dạ em đi với em họ và những người bạn của em ạ. Rồi, đâu? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là em họ của chị Ái. Ừ. Em thấy anh bên đây thì ảnh cũng cao, cũng có tính hài hước. Em không biết là anh ở quận 11, chị em thì ở Hóc Môn á. Dạ. Khi mà hẹn hò thì hai người sẽ thu xếp thời gian như thế nào? Đối với anh chuyện đó là rất là đơn giản. Hóc Môn với quận 11 rất là gần, không thành vấn đề. Ừ, cũng trong thành phố mà em. Dạ đúng rồi. Thì em mong là sau chương trình này thì anh chị sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu hơn nhiều về nhau. Vậy là cơ bản là phù hợp phải không em? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Bạn nam. Dạ, em đi với chị với anh em. Xin mời anh chị. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào chị. Em là chị của Đông. Hôm nay em thấy là hai em nói chung là cũng tương đối hay hợp nhau ấy. Hy vọng là hai em có thể đến được với nhau như cả nhà mong đợi. Cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Đấy, hai bên cứ nói chuyện với nhau đi nha. Cảm ơn. Đó, mình kiểm tra chiều cao, mái tóc, cân nặng gì đi ha em ha. Em hỏi đi. Anh có định lập nghiệp ở thành phố không ạ? Anh là con trai út trong nhà. Ba anh mất 5 năm rồi. Trách nhiệm của anh thì anh phải về với mẹ. Nhưng mà mẹ nói thì tùy thôi chứ không có ép buộc. Thì nên cái chuyện mà về hay ở hay là làm ở đâu đó thì anh nghĩ là tùy cái tình hình nó sắp tới nó như thế nào đó. Dạ. Anh có thấy em trẻ con quá không? Cái tuổi của em với tuổi của anh cũng hơi cách xa nhau á. Cũng không xa nhau quá đâu. Anh cũng còn tươi lắm chứ không có đến mức đó. Dạ. Với lại anh biết bạn nữ á, thường muốn một người nam như thế nào hay là muốn được chiều chuộng như thế nào. Ở tuổi của em đó thì có những cái mong ước nó lãng mạn cho nó thích thú đó. Dạ. Thì anh tin rằng là anh đủ khả năng hát hò nhảy múa gì em biểu diễn đi. Đúng rồi, anh sẽ đáp lại liền. Em không hát em đọc được không chị? Đọc cái gì? Đọc bài hát hả? Dạ. Được không quý vị? Hát. Được luôn. Vũ trụ này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới đi yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nói làm cuộc sống em lắm lem. Những lời nói phô bày tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh vần trái tim bằng từ nhờ ơ nhơ sắc nhớ. Thế giới này thật to, tim em chỉ cần anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu em, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Yeah. Yeah. Đọc được không? Đọc giống bạn được không? Dạ em nghĩ cô giáo thuộc bài còn trò không thuộc bài. Thua đúng không? Thua nha, 1-0. Nãy em chưa hỏi anh là không biết anh có lăng nhăng không? Anh gật đầu hả anh? Không, anh gật đầu là giống như anh sẽ trả lời á. Gật gù.
anh nghĩ cái duyên vợ chồng á nó cũng lớn lao, nó cũng cao cả lắm, nên anh muốn tìm một người nào đó khi mà mình cưới á, thứ nhất là mình tin tưởng tuyệt đối với nhau, thứ hai là hai bên cũng phải là yêu thương nhau hết lòng, thì anh nghĩ là anh không có chuyện đó. Nếu phải về An Giang làm dâu thì em có đồng ý hay không? Dạ chắc là phải trong quá trình tìm hiểu ảnh tạo cho em cái cảm giác là tin tưởng và yêu thương em mới có thể là suy nghĩ lại. Giống như anh nói với em gì, thứ nhất á là mình sống để mưu cầu hạnh phúc, tìm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày, và khi mình cưới nhau á, nơi đâu có hai vợ chồng, mình ở đâu mình thấy an tâm, thấy vui vẻ, thấy thoải mái là ok. Dạ. Anh không quan tâm nó là ở đâu hết. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh. Nắm tay nhau. Rất xứng đôi. Mọi người thấy xứng đôi mà. Hình như họ đã yêu nhau từ lúc nào rồi đấy. Hôn đi chàng trai nào. Thôi má là. Má là. Quy định của chương trình là như vậy bạn. Khi ta bắt đầu bấm nút thì chúng ta đã chấp nhận là mình đã quen nhau rồi. Nào. Dấu ấn cái ngày đầu tiên. Đúng mình rồi. Gặp mặt. Anh hôn ở đâu? Hôn mà hỏi hôn ở đâu nữa. Hùng tráng. Hùng tráng không còn. Anh định nó hùng tráng không được. Sao vậy? Ai biết ảnh không à? Được. Má em la là nhắm mắt ra đi. Đền anh á. Được ha. Thôi, tết này hai đứa đi An Giang được rồi đó. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Cố gắng nha. Báo tin mừng cho chúng tôi nhé. Nắm yeah. tay thật chặt không được buông ra. Rồi dẫn cô ấy đi hẹn hò đi xem phim nha. Em cũng có lập một gia đình rồi. Bạn cũng ly hôn người hay nào? Có lớn chút xíu đi bạn. Sau hôn nhân đổ vỡ thì anh đó sống như thế nào? Và cái mối quan hệ sau hôn nhân đổ vỡ của anh đó với chị đó như thế nào nữa? Có rõ ràng hay không? Như vậy là chúng ta đã thành công trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn Nam. Dạ, em đang bị đau. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bạn Nam giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Lưu. Em tính Long An. Bạn làm nghề gì? Dạ em kỹ sư cơ khí về tôn thép anh. Như hoa sen, tông hoa sen vậy đó. Hôm nay bạn bị đau chân đúng không? Dạ, bị đầu gối bị chặt khớp. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Thương, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào quý vị khán giả và chào anh bên cạnh. Em là Hồng Ly, năm nay em 32 tuổi. Em đến từ Bình Phước. Hiện tại em đang công tác tại Bình Dương chị. Ủa còn anh bên kia là mình làm việc ở Long An luôn hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, làm ở Bến Lức Long An chị. Bến Lức Long An luôn. Cặp này hẹn hò nhau cũng hơi cực chút xíu. Tình yêu sẽ làm cho chúng ta vượt qua được tất cả. Có ngại ngùng gì không? Dạ, em ở Long An hơi xa chị. Không sao, ảnh sẽ tới. Yên tâm đi, đàn ông người ta làm được. Mình giới thiệu một chút về mình đi. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Dạ thì điểm mạnh của em nghĩ là một người của gia đình. Em biết nấu ăn, em có thể nấu tiệc cho khoảng 3-40 người. Ồ, nấu tiệc được luôn ha. Dạ, còn điểm yếu thì nhiều lắm chị. Điểm yếu nhất. Em mê ngủ. Em luôn báo thức trước 15 phút nhưng mà toàn bị trễ không chị. Nhưng mà đó là... Có nghĩa là báo thức rồi, báo thức quen vẫn không chịu dậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đó là trong mỗi buổi sáng đi làm thì em hay có tính đó. Nhưng mà mỗi lần mà đi chơi hay gì đó em dậy sớm lắm. Trời ơi, cô 32 tuổi rồi mà tưởng như cô 23 tuổi chứ. Rồi bạn trai, bạn có kể một chút xíu về tình trường của bạn. Dạ, vấn đề tình trường thì em cũng có lập một gia đình rồi. Bạn cũng ly hôn người hay năm. Có lớn chút xíu đi bạn. Bạn có gia đình rồi, ly hôn 2 năm rồi. Dạ. Có con chưa bạn? Dạ, con được 4 tuổi anh. 4 tuổi? Ồ. Vậy thì bây giờ con ở với ai? Dạ, con đang ở với mẹ. Bé trai hay bé gái vậy bạn? Dạ, bé trai chị. Dạ. Vì lý do tại sao mà tại vấn đề vậy bạn? Vợ thì cũng đi làm ở xa. Em cũng kêu về, cũng năn nỉ về lắm rồi. Nhưng mà không chịu về. Xa là ở đâu? Vợ thì quê ở thị xã Tân An luôn. Nhưng mà làm ở Vĩnh Hưng á, giáp Campuchia anh. Mấy năm rồi bạn?
Dạ, hồi tháng 5, 2015 á chị. Gần 2 năm rồi ha. Dạ. Rồi à, rồi suốt 2 năm qua là bạn có mối tình nào không? Dạ không chị. Tại vì em thấy cái vấn đề của em thì cũng đã đổ vỡ một lần rồi. Thứ hai nữa là cũng có con, cho nên là em cũng rất là ngại vấn đề đó. Đúng rồi. Dạ. Thôi để tôi qua tôi nói chuyện với bạn gái chút xíu. Cái chuyện này nó... Dạ, à, chào anh. Chào em. À, hồi nãy nghe anh ấy nói rằng anh ấy có gia đình rồi. Dạ. Đổ vỡ có một con rồi thì em cảm nhận sao? Thật ra thì em cũng không quá quan trọng về bạn nam đã ly hôn. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là em cảm thấy là không biết là sau hôn nhân đổ vỡ thì anh đó sống như thế nào. Dạ, và cái mối quan hệ sau hôn nhân đổ vỡ của anh đó với chị đó như thế nào nữa, có rõ ràng hay không? Những người từng đổ vỡ thì họ sẽ biết trân quý giá trị gia đình hơn. Đúng rồi, như thế là được rồi đó. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Cao khoảng 1m65 trở lên, ngoại hình dễ nhìn, không quá gầy, hơi tròn thì được. Tròn có tròn, không bị hô. Tại có hô không? Có hô không? Hô không có hô có dồ được không? Sao im re vậy? Không. Để chị hỏi được chị. À. Chào chị. Trời, 32 tuổi mà còn trẻ quá ha. Còn dạ, con cái thì bạn nghĩ, bạn tính như thế nào? Con bây giờ tuổi của con em đang mới 4 tuổi thôi. À, khi mà con nó được đủ 7 tuổi mà để lên lớp 1 á, thì có thể là em xin cái đón con về. Không biết bên bạn nữ có chấp nhận hay không? Rồi, một chút nữa chị sẽ hỏi giùm cho em. Dạ. Bây giờ nếu mình lấy nhau thì hai vợ chồng sẽ ở đâu? Thì có thể là ở Sài Gòn hay ở Long An cũng được. Okay, cảm ơn bạn. Bạn cũng nghe bạn trai đã chia sẻ rồi thì bạn cảm nhận như thế nào? Dạ thì thật ra em rất là thích con nít. Thì cái vấn đề đưa bé về nuôi thì không sao cả, nhưng mà em vẫn có một cái chút băn khoăn lo lắng, đó là hiện tại nay thì em thấy hầu như người ta rất là thành kiến với lại chuyện mẹ kế, nên em sẽ rất là lo lắng về cái việc đó. Không có vấn đề gì đâu, đó là những quan điểm ngày xưa thôi. Thật ra bây giờ con ai cũng là con với lại con nít mà, nó có tội tình gì đâu, mình yêu thương nó sẽ yêu thương mình, em đừng có lo quá cái chuyện đó. Rồi bao lâu thì mình sẽ sanh một đứa con riêng cho hai vợ chồng? Dạ cái đó thì vấn đề do bạn nữ chứ mà em cũng đâu có quyết định được chị. Rồi một chút xíu nữa kéo màn lên thì hai bạn sẽ trao đổi kỹ với nhau hơn. Dạ. Bây giờ thì mình muốn hỏi thăm ý kiến của người thân, bạn có đi với ai không? Dạ có, em đi với anh chị họ, với lại một em hàng xóm với lại một chị bạn. Rồi. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả, dân miền Tây nói chung là cũng thật thà. Dạ. Và em cũng đã trải qua rồi thì nghĩ là cái sự chín chắn nó có. Tôi mong thì hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Bạn trai đi với ai? Em đi với lại anh. Dạ chào anh. Thấy đối tượng bên kia lên nào? Chào chị Trắng Tường. Dạ. Em nhận xét em với em á, chuyện tình nó có lận đận. Nhưng mà nói chung hai đứa cứ thấy được thì cứ tiến tới đi. Nhưng mà thấy cơ bản là hai bạn này có thích ứng với nhau hay không? Thấy được. Nhưng mà bạn nữ thấy hai cái tên đó, Lu, Ly. Nếu Lu Linh thì mình sợ. Ly mai mốt em phải cứng rắn hơn. Nói chung là 32 tuổi rồi nhưng còn trẻ em lắm. À, anh có tính xấu gì không anh? Mà nãy giờ anh chưa có nói không anh? Không, Lu được cái là nó... Khi mà hứa ai á, hứa là phải làm. Có uy tín. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Lu nè, anh hỏi em muốn tìm một người yêu sắp tới như thế nào? Dạ em muốn tìm một người phụ nữ thứ nhất là bao dung, thứ hai nữa là cái vấn đề là có trách nhiệm chia sẻ, có gì thì cứ nói việc với nhau hết chứ không có gì mà phải giấu giếm gì cả. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích là vấn đề là người phụ nữ là hay nói nhiều, say sưa hay là đua đòi á. Rồi được, thôi hai người gặp nhau đi. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi ảnh nha. Dạ. Vì đây là cái cơ hội, mình cũng 32 tuổi rồi ha, tìm hiểu chín chắn để tiến tới hôn nhân. Đây là món quà anh mua tặng em. Cảm ơn anh. Dạ, em thấy anh thấy như thế nào? Trước khi cảm nhận về anh thì anh cho em hỏi một câu hỏi. Đó là nếu như hôm nay người ngồi đây không phải là em, mà là một cô gái trẻ, đẹp, và anh cảm thấy là rất là hợp với anh, nhưng mà anh cũng cảm nhận được là cô ấy không thích anh, và chắc chắn là cô ấy sẽ không bấm nút, thì anh sẽ bấm nút hay không? Có, chắc chắn hơi khó. Ở trên chương trình này là một cơ hội cho mình. Cho dù ở trên đây không phải là cặp đôi nhau, thì ở dưới kia cũng là bạn bè, không gì cả. Vì em thích một người đàn ông có bản lĩnh. Và em hỏi anh câu đó thì nó cũng để nhìn nhận anh là anh có bản lĩnh hay không. Từ những công việc nhỏ nhất, có nghĩa là nếu mình thích thì mình sẽ bấm nút.
chứ không phải vì là bạn gái không thích cho nên thôi, mình biết là bạn gái không thích nên mình có thể bấm. Là cô gái không bấm nút đó. Nhưng bạn thích thì bạn phải bấm, thích vẫn cứ bấm. Đúng rồi đấy, hay đấy, cái này hay đấy. Thì cái nhận xét của em về anh á, thì anh em nhìn á thì thấy anh hiền thật thà, và bản lĩnh thì em nghĩ chắc anh cũng là một người có bản lĩnh. Em rất là cần một người như vậy, vì em sợ nếu mà một người không có bản lĩnh á thì thấy khó lại buông xuôi. Vì em đã trải qua một mối tình á, thì nói chung là do anh đó không có đủ bản lĩnh để vượt qua cái rào cản của gia đình. Và cuối cùng thì em và người đó không đến được với nhau, cho nên em sợ cái vấn đề đó nó xảy ra. Ở cũng hơi hơi xa xa nhau đó, thì giờ hẹn hò mình sẽ hẹn hò như thế nào bạn trai? Ủa em ở Bình Dương khúc nào? Dạ em ở Thuận An anh. Thì chắc thể là một tuần thấy mà anh sẽ lên một lần. Anh nói anh ở Long An nhưng mà anh ở chỗ nào Long An? Nhà thì ở Châu Thành. Long An hay là mà ở Bến Lức? Em cũng hay về Bến Lức lắm, em có một người bạn chị rất là thân. Thì trước đây em rất là hay về đó. Nếu mình hôm nay mình có duyên với nhau á thì em cũng mong là có ngày mình sẽ quay lại Bến Lức. Yeah. Vậy là em có đồng ý theo ảnh về Bến Lức để lập nghiệp khi mà hai người tiến tới hôn nhân hay không? Dạ nói chung á thì lập nghiệp ở đâu á thì không quan trọng chị. Nếu mà ở đâu mà có thể cho mình công việc ổn định tốt hơn thì em sẽ ở nơi đó. Rồi bây giờ nếu như cô này có đồng ý về quê của anh để mà sinh sống thì anh có tìm được việc làm cho cổ không? Dạ nếu là có thì được chứ chị. Ủa, dạ mình nếu mà được. Dạ em hiện tại em đang công tác ở phòng kế hoạch của công ty sản xuất giấy. Dạ. Bây giờ hai người nhìn nhau và nói cái cảm nhận của mình hiện tại bây giờ như thế nào? Anh nói ha, thì khi mà anh đã đi lên một con đường rồi tỏ sáng rồi, nhưng mà giống như mà đi nó bị sập xuống một cái điểm tối đó. Anh bây giờ chỉ có một cái ánh sao giống như là con anh đang đi trên con đường đó cũng nhờ con anh đó, thì anh hy vọng nó một người cùng anh chăm sóc cái ngôi sao đó, là hy vọng đó là em. Dạ bạn gái. Dạ thì nói chung là em đến đây á, thì em cũng với một cái tinh thần á là nghiêm túc, và em cũng mong là mình sẽ cho nhau cơ hội. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây. Vẫn là ba tiếng đếm rất quen thuộc. Suy nghĩ cho kỹ khi nhấn nút. Nhấn nút là trao nhau cơ hội. Suy nghĩ quyết định thật chính xác. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa có bấm à? Em có bấm không? Có. Bấm nhiều không? Tôi đã thót tim vì tôi nghĩ là hai bạn không bấm. Sao bạn nữ lại bấm chậm như vậy? Dạ em bấm anh không ăn. Bấm không ăn, bạn nam? Bấm dạ. Liên tục luôn à. Các anh kỹ thuật ảnh chơi ác hát quá hát. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đẹp đôi chứ đấy. Hy vọng rằng các bạn sẽ về Bến Lức có công việc ổn định và sẽ có một cái hạnh phúc dài lâu. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hãy hôn cái hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt. Hôn đi. Thơm không? Tóc thơm hả? Hai bạn, ảnh mới bị đau chân đấy. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quỳ Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Em thì được hai mối tình, có thể là hy hữu lắm. Có đi nhà nghỉ á, có nữa. Có, về bọn nó bỏ em luôn. Chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Anh có đẹp bà... trai. Dạ đây, dạ đây. Ảo yêu. Mời bạn nữ. Rồi, chào em gái. Dạ, chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh à, và các vị khán giả. Mời bạn trai. Đây, ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu đi em. Dạ, em tên Thu Thủy ạ. Năm nay tên gì em? Thu Thủy. Thu Thủy. Dạ, năm nay 24 tuổi và đang làm công nhân may.
Công nhân mai. À, quê sinh sống. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, quê ở đâu em? Dạ không có quê. À em là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Mời bạn trai. Lời đầu tiên xin cho Kim Tuấn gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị trong trường quay. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường và chào em gái bên hàng rào Hoa Hồng. Dạ. Mình tên là Kim Tuấn, năm nay 33 tuổi. Hiện tại đang làm bảo vệ dân phố và kim luôn bánh tráng trộn buổi chiều tối. Tức là bảo vệ khu phố rồi kim luôn bánh tráng trộn là sao? Ban ngày em làm bảo vệ dân phố là qua ca trực xong là em về em kinh doanh thêm buổi tối. À, em bán con mình bánh tráng trộn dạ, em bán. Tự em làm em bán hay là? Tự em làm bán, trộn cuốn và nướng nước sâm luôn. Đầy đủ. Giỏi quá ha. Vừa có nóng vừa có mát. Bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. À. Còn điểm yếu của em là em hay mua đường với hay quên. Thích ăn bánh tráng trộn không? Dạ thích ạ. Thích hả? Từ nay ăn bánh tráng trộn không tốn tiền. Ăn có thể nó ăn trừ cơm ăn ngày ba bữa luôn. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Nếu nóng quá thì mình uống đồ mát vô. Có nước sâm dạ. Hả chị? Uống nước sâm vô mát dạ. Liền. Đã quá ha. Dạ. Ăn bánh tráng trộn từ sáng đến chiều, uống nước sâm từ sáng đến chiều là cũng mệt lắm á. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị Cát Tường và thưa em gái bên cạnh. Điểm mạnh của em là vui vẻ, nhiệt tình, hài hước, tận tâm, tận lực. Điểm yếu là nhiều khi nóng quá, thẳng tính, hay ngủ nướng, hết. Ngủ nướng rồi có bữa nào là chuẩn bị không kịp, không đủ đồ để bán không? Dạ bán trễ hoài chị ơi, bị khách chửi hoài chị ơi. À, mấy giờ mở cửa đến mấy giờ đóng cửa? Dạ 5 giờ chiều mở cửa, có khi 7 giờ tối mới mở cửa. Bán tới 10 rưỡi 11 giờ, tùy theo khách. Bữa nào bán ế thì sao? Không có ế, bao ế, ới lộn không có ế. Mình làm rồi. Sao đâu kể, cô tả làm bánh tráng trộn sao? Bánh tráng trộn thì mình sẽ bỏ bánh chén vô. À. Xong rồi mình chế sa tới, rắc đều lên, sóc, mình nhào, mình nặng, mình nắng, mình bớt. Đó, cho nó đều dầu. À. Xong mình rắc muối đều hết. Giờ mình có bỏ xoài, rau răm, đậu phộng, trứng cút, hành phi, khô mực, khô bò, khô gà, con ruốc, tắc, rồi mayonnaise, tương ớt. Rồi xong 10.000. Rồi chị có tiền. Dạ. Rồi tay nào trộn. Tay phải em trộn chị. Tay nào lấy tiền? Tay trái. Vậy hả? Tay này có xài bao, tay này không có xài bao. Tay nào bóp? Hai tay cùng bóp. Bóp tay chứ. Lành quá ha, lành quá ha. Dạ, dân buôn bán mà chị. Bên đây cô gái chảy nước miếng rồi nè. Nhưng mà nhớ nha, là phải vệ sinh an toàn thực phẩm. Dạ. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta làm thế nào đó để cho vệ sinh, làm gì phải bằng bao tay. Em có cái tật xấu gì không? Hay nói nhiều thôi. Nói nhiều cũng là một cái gọi là cái việc làm ăn buôn bán là tốt chứ đâu có gì đâu. Mà nói nhiều khi nói nhiều quá người ta sợ. Cái tật nói xấu chung là trong tình yêu đôi lúc cũng phải lắng nghe đối phương chút xíu. Dạ. Ha, buôn dạ, bán mà. Mình nói nhiều thì nói được. Nói chung mà ưu điểm của em nhiều lắm anh biết mà. Em hát được không? Dạ được. Nhưng anh cho em nhường cái phần đó để cái hàng rào kéo rồi em hát thì em mời bạn gái bên kia hát nhảy cho em thôi. Đồng ý luôn. Được. Bây giờ tình trường của em sao nè? Dạ chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Trong trắng trên nguyên. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Có nụ hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Chưa có trai nắm tay luôn. Dạ chưa. Một hồi có con màng vừa ăn bánh tráng trộn vừa hôn. À, bạn bên kia là một cô gái chưa bao giờ có mối tình nào cả. Bạn cảm nhận thế nào? Dạ cảm ơn đó một điều rất là tốt. Em cũng thích mẫu người con gái như vậy. Còn bạn mấy mối tình rồi? Em thì được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là ngày trước khi đi nghĩa vụ á, là thích bạn đó và bạn đó không thích. Đi 2 năm về. Ừ. Cái bạn cái vô tình em bị sốt xuất huyết. Em nằm bệnh viện mười mấy ngày đó. Cái bạn đó mới qua hỏi em út em xin số điện thoại. Xong rồi bạn đó tự tìm mà gọi điện thoại cho em hỏi em nằm bệnh viện nào rồi lên thăm nuôi em mười mấy ngày luôn. Cái về quen. Còn mối tình thứ hai thì nó cũng khá căng. Có thể là hy hữu đó. Là sao? Tại vì cô đẹp, rồi học cũng giỏi, mà dân du lịch. Quen nhau gần 2 năm mà cứ gặp được chắc được 3-4 lần, 3-4 tháng mới gặp 1 lần. Bị khắc khẩu. Có lần cuối cùng rủ đi chơi. Thì rủ lắm, mấy tiếng đồng hồ mới đi chơi được. Mà đi chơi xong đêm đó cũng có quá giờ á. Rồi xong rồi có đi nhà nghỉ á. Có nữa. Có. Mà vô đó nằm từ tối đến sáng xong rồi em chỉ hôn với ôm mà. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Rồi không có làm hết trơn, về bọn nó bỏ em luôn. Phải không? Hay là... Cái sự thật hay là đêm đó bạn ấy phát hiện ra điều gì ở bạn? Không, em rất là khỏe khoắn anh. Em rất là mạnh mẽ. Sao biết? Tại vì em để quên cái tờ giấy đó khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Khám xét nghiệm tinh trùng ở nhà rồi. Chứ em là... Cái gì? Men. 90%. Em xét nghiệm luôn hả? Xét nghiệm tinh trùng rồi. Em có thử nhưng mà em lục tờ giấy không ra. Xét nghiệm tinh trùng á. Chứ vậy? Để biết mình nó còn bơi bơi được, nó còn khỏe. À
ai kêu em đi làm cái giấy đó? Em tự bản thân em đi. Vậy là em... bản thân em có nghi ngờ mình là yếu đúng không? Không có nghi ngờ, nhưng mà mình phải là phòng hơn. Như mình kêu khám để biết cho mình an tâm. Là khám cách đây bao lâu? Khám mới đầu năm chứ nhiều khi đầu năm nó còn khỏe chứ giờ nó yếu rồi. Không, sức khỏe em vẫn điều độ mà ăn ngủ thì điều độ mà. Tướng này là chị khỏi chê rồi. À vậy hả? Vậy yếu là sao vô khách sạn không làm gì? Thì thương thì không có làm nữa nè. Em đặc biệt thương không có làm. Đây cũng nhiều khi mình tạo ấn tượng để cho người ta nhớ mình. Còn không thương làm hả? Không thương thì không có vô rồi. Nhưng mà vô thì chỉ là thể hiện tình cảm bảo vệ có trễ quá rồi. Trường hợp bất đắc dĩ phải vào nhà nghỉ thì có ôm có hôn như vậy thôi. Được. Lanh quá ha. Dạ. Giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái thì sao? Cao trên 1m58, ốm. Được không chị? Được. Được. Rồi da trắng, đừng có bị cái gì đó. Nó khó chịu quá. Cái đôi cánh thiên thần á. Đó. Với lại đừng có bị hô. Rồi đừng có môi sách, đừng có môi mỏng. Cái gì tùm lum vậy? Không, đặc biệt cái đó là cái miệng quan trọng đó. Khó tính quá à. Không khó lắm chị. Em cũng dễ lắm chị. Thôi cũng được. Thích con gái hiện đại hay là con gái truyền thống? Vừa nửa này nửa kia thôi. Chứ hiện đại quá nó hại điện. Nên là truyền thống thì cũng khuôn khổ quá. Nên cứ sao cũng miễn thấy thoải mái được rồi. Rồi thôi được rồi. Để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha. Dạ. Vậy chào chú hả? Chào em gái, dễ thương quá. Con nhiêu tuổi rồi con? Có 24 tuổi rồi. 24 tuổi con gì ta? Tuổi con chó. Con chó, bên đây con gì? Con trâu. Trâu chó. Trâu chà. Một người quả, người kim mà. Quả kim. Người bạn quả, người bạn kim mà. Cũng nè. Được không? Dạ cũng được anh. Dạ. Vợ mà... nấu mình cũng không sao. Trâu chó gặp nhau cũng được. Đây anh này dễ thương đó. Con có bánh tráng trộn được không? Vậy được. Con thích ăn bánh tráng trộn. Nói vậy thôi chứ khi bán thì ăn ngán. Con ghét cái tính gì của đàn ông nhất? Gia trưởng hả? Ích kỷ. Cái đó không có đâu. Em dễ thương lắm anh. Không nghiện rượu bia. Không hút thuốc. Không hút thuốc. Bia rượu có. Xã giao anh. Xã hội giờ là phải xã giao. Xã giao thì được. Xã giao ha. Xã giao. Biết kính trên nhường dưới. Được. Biết quan tâm và anh chăm sóc. Anh này nghĩ rằng ảnh đối nhân xử thế được. Bởi vì rất là lanh. Dạ. Ha. Tôi thấy cũng ổn định ha, hai đứa cũng dễ thương, hợp lý với nhau. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ đi với bà và mẹ và chị với bác. Bà là bà nội bà hả? Sáu à. Bà Sáu. Dạ. Kính chào hai MC dễ thương Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cô. Cô là Phạm Ngọc Hạnh, 66 tuổi. Cô có cơ sở mai mặt. Thì Thủy tới nhà cô để làm. Thì cô nhận xét thấy Thủy là cái người rất là trung thực, có trách nhiệm. Cô chịu nhất cái tánh đó. Cô nhận xét về em trai. Thấy thì nói hơi nhiều. Con chênh lệch với Thủy hơi nhiều, 9 tuổi. Nhưng mà không có kỵ. Thì cô thấy là hai con tới đây thì đã có duyên gặp nhau rồi. Thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Cô xin hết. Cảm ơn cô. Rồi em trai đi với ai? Em đi với lại mẹ em trai em. Giờ bà con lấy sớm. Dạ chào chú Quyền Linh và dạ. Cô Cát Đường. Dạ. Hôm nay tôi thấy cháu cũng Thủy cũng được dễ thương. Tôi cũng mong cho hai cháu tìm hiểu tới nhau mà tới không nhân. Thôi sẵn đây cô có nói vài tiếng với bên đàn gái đi. Đó. Hai bà xui nói chuyện đi. Trời ơi. Hai bà xui với tương lai. Chúc cho hai cháu nghe được chưa? Dạ. Rồi bây giờ thì hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Câu chuyện bắt đầu. Dạ em chào anh. Gửi em bó hoa với lại món quà. Cảm ơn anh ạ. Quà gì vậy? Anh lựa. Dạ. Dạ nón chị. Dạo này nó nắng lắm. Cái nón để hy vọng có ngày em đi biển đổi với anh. Dạ. Anh không biết cái em cái size nào. Dạ. Anh lấy tới 3 cái rồi. Rồi. Em quay cho mẹ coi. Dễ thương không mẹ? Còn cái này đó. Còn nói thử thử. Đây. Còn cái này đó. Cái này là để đi chơi với anh đội nha. Cái đi biển. Đó. Rồi. Dạ em cảm ơn anh. Vừa hết phải không? Dạ. Vừa hết đúng không? Dạ được hết. Em lần đầu tiên em cảm nhận với anh như thế nào? Em thấy anh được. Anh được. Anh có đẹp trai không? Anh có đẹp trai không? Dạ đây. Dạ đẹp hả? Mặc áo ấy luôn. Nè gái mới lớn, ta chưa có bạn trai, chưa nắm tay đó nha ông. Lạnh quá. Anh cảm nhận đầu tiên gì em là em mới có đồng điếu. Đúng dạ. Với anh luôn. Dạ, em dễ thương quá. Cảm ơn anh. Em cười rất là đẹp. Anh cũng hy vọng anh thấy em cười hoài. Đó. Anh mua cái bó bông này là
Hoa hồng cam đỏ này là ý nghĩa là Lê em lúc nào anh cũng muốn em lúc nào cũng mình nồng cháy, rực lửa trong mắt anh. Ngay cả phim vào bếp, hay em giữa chén đều phải rực lửa. Đó, ý anh. Dạ, cảm ơn. Đó. Anh thì con người nó cũng nhiệt huyết lắm. Nên hy vọng em cho anh cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu, và để cho mẹ anh với mẹ em là có thể là ngồi uống chung rượu mừng. Dạ. Đó. Anh sẽ hát một ca khúc để hát tặng em và tất cả mọi người ở đây. Thank you. Mẹ Việt Nam anh ơi san quát, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Về thành đô anh mai áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình đừng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh quang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Trời ơi, trời ơi, trời, quá hay, quá hay. Được, dễ thương. Em gái có hát lại bài gì không con? Dạ, con hơi bất cỡ. Hát đi em, có anh cổ vũ chưa? Hát đi em. Dạ, em xin tặng anh và quý vị khán giả và chú Quyền Linh và các và cô Cát Tường một bài hát dễ thương nhưng mà đoạn nhỏ thôi. À, thôi để thôi, hãy cái bông thấp thấp xuống che để... cái mặt rồi. Đừng có núp vô bao bông nữa. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng, có người mang cho em một bao to như mơ qua, và trong ấy bước ra là chàng hoàng tử quá ư xinh trai. Wow. Đến bên em và nhẹ nhàng hôn vào tai. Dạ wow, thật quá hay bia. Thôi, cảm ơn em. Không làm quá người ta hồi hộp, người ta rung mà ông còn sáp sáp vô hoài. Phải sáp để bảo vệ chị chứ, phải sáp ý đồ. Trước giờ anh lo công việc quá, hôm nay cũng hơn nửa đời rồi, nên giờ thời gian anh sẽ dành lại, rảnh anh sẽ dành cho người yêu. Thì anh cũng hy vọng Gò Vấp ở quận 8 thì nó cũng không xa. Em nghĩ là mình hẹn hò trong tuần giờ nào hay thời gian nào em rảnh nhất? Em thì làm suốt, chỉ có chủ nhật thì được nghỉ thôi. Thì cũng làm về 5 giờ. À 5 giờ, về qua 6 giờ đi chơi được rồi đúng không? Dạ, rồi đi vô cái tiệm ai bán? Dạ không, có tiệm thì em giao cho người khác bán chị. Em muốn sinh viên bán mà chị. Mình làm chủ thôi phải không? Nên, em thường em thích đi đâu chơi? Em mù đường lắm, em không thích đi đâu. Vậy là chuyến này mà hai đứa mình quen nhau á, đi xem phim xong á, thì có cuối tuần này anh xin phép mẹ với lại chị em để đưa em đi biển, cho em đợi cái nón để chụp hình với anh. Hen. Dạ, dạ được ạ. Dạ được ạ. Em có nói gì anh không? Hay hết được trai quá, bất ngờ rồi. Cảm nhận đầu tiên của em đối với anh là em thấy anh chân thật, dễ thương. Dễ thương, cảm ơn. Vui vẻ, hòa đồng. Vâng. Sau này kết hôn thì kinh tế trong tiền bạc trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Anh lớn hơn em để anh giữ đi ha. Trước mắt để anh giữ. Không, em còn nhỏ chứ em chưa có rành, giữ nó chưa có chắc. Khi nào em chắc. Không, em rành đó. Cái đấy, cái tiền em biết em rành rồi, nhưng mà rành thì cũng nhiều khi nó có nhiều thứ để anh nắm rõ hơn, anh giữ chứ. Giờ phần từ từ về sau này của chồng công vợ mà, sẽ có phần em trong đó, em phải giữ. Chị sao chị, có thắc mắc gì không chị? Thắc mắc là mỗi ngày là phát tiền cho vợ mỗi ngày hay sao? Không phát tiền, em đưa tiền tháng rồi đó. Đó, tháng bao nhiêu hả? Thì tùy anh, tùy thì nói bao nhiêu là... phần trăm của em nói nghe coi. Giờ dạ. em làm ra 10 phần tháng em phát vợ mấy phần? 5 phần. 5 phần kia giữ lại làm gì? 5 phần em giữ lại để em lo vợ sau này. Em sẽ dành cho vợ một khoản gì đó bí mật riêng. Cái này là gọi là bí mật đó, để đi. Lành quá, ăn hiếp vợ không? Không ăn hiếp đâu chị. Em trước giờ em hiền. Anh biết em hiền, anh nhìn em biết em hiền rồi. Anh cũng hiền lắm, nhưng mà anh không bao giờ ăn hiếp em. Không giờ ăn mà cũng không giờ làm gì hết trơn. Nghe anh nói là anh không thích người mập, mà em mập á. Không, em mập rồi, từ em về em ở với anh là em về đứng bán dân trộn với lại mớm à. Đó. Anh tính rồi, anh tới trường hao rồi. Yên tâm. Anh trường hao. Thôi hào tôi bó tay. Không nói được hết đâu. Dạ, thì dân buôn bán mà anh. Em chưa bị tinh thần rồi. Nói nghiêm túc mà tôi cũng thấy mắc cười. Nói hay lắm. Con người ta hiền lắm đó nha. Bình tĩnh nha cưng. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ. Rồi, để tay đút bấm bên kia. Để em ngồi tướng cho đẹp. Hai bạn hãy tự quyết định và đưa ra cái sự lựa chọn của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hai bạn chúc mừng. Rồi hả? Nắm tay nhau đi. Anh
Cô gái này chưa được nắm tay, chưa hôn bao giờ. Ấm không? Dạ, con xin phép bác gái cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má em Thủy. À, anh hôn em nha. Hôn, hôn má. Hôn môi hả? Anh kỹ thuật kêu nha em. Trời ơi, trời ơi. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn đến đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Và quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ, Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm đồng phú. Cố gắng lên nha chàng trai. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay, tay đúng rồi, đừng buông ra nhé. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng buông tay ra nhé. Tối về thì em hoạt động mà kéo kéo hát rong ngoài đường phố. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em chỉ thích lớn tuổi hơn. Công việc của bạn ấy thì có cũng được không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ sẽ chia sẻ những gì quý vị nha. Xin mời. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, Trân, Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Chị Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi? Dạ, làm quê em Dự? Người miền Trung. Trung là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dự làm nghề công việc gì? Dạ, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tính tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ, em chưa có mối tình nữa hết. Chưa có mối tình nào hết. Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người. Nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi? Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dự? Dạ, thì cũng mối tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc, bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo? Dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời, dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo một mình bạn hay có ai không? Dạ, một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. Dạ. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui thì không em gửi bài hát này cũng là tấm chân tình. Thì em xin phép hát bài Ngẫu Hứng Liếc Qua Cầu. Rồi, mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ái qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa sông. Bằng lòng theo anh xưa mãi tranh nghèo, về quê người dân
chỉ có tấm lòng, có chỉ xuân ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt có ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia? Dạ. Em trai có rượu bia không em? Dạ, thì lâu lâu cũng có xã giao đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ, giống như xã giao thì vẫn được chị. Không hút thuốc. Dạ, em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Rồi, tốt quá. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Coi như đó thôi đúng không? Dạ, chú không mong gì hơn. Dạ. Đến quan xem đàn gái thế nào nha. Dạ, dạ. Ai, dạ chào cô gái, dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ, 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ có thể sớm hơn cũng được. Sớm mà 3-4 năm thì cũng cố gắng chờ đợi nhưng mà... Tới đó mà hai người về yên với nhau mà muốn thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn cho gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Vậy em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không làm dâu thì cũng được. Nhưng mà tại vì là chỉ có mẹ già thôi. Nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng. Nên có thể làm dâu cũng được. Người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời ơi đâu mà dạ. Dễ thương, hiền lành quá gì không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được, không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà dạ. Lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn mình ha. Mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi chào cô, chào em gái. Dạ chào cô. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai vậy được chưa cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền thì nói chung thì cũng được. Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm. Thì anh xin gửi cho em một vài câu hát để tỏ tình với em. Và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Em hoa nhận cho. Dạ, em cảm ơn. Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi,
đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh. À, nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi thì... bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung. Đừng thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ, em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc là dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười câu môi, cách anh lặng lẽ ngồi, người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Yeah. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con thấy không? Rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè. Vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ có đầy đủ hết. Mọi tiền nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi. Chứ còn kinh tế mà lo nan chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Có nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, thí dụ như thế. Dạ. Không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nha. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay đi dì. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy, rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả dì? Dạ, cảm giác vui và hạnh vui phúc. Hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép cho hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nha. Dạ, xin phép hai bác cho con được phép là hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em đồng ý không? Dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ, Biên Hòa, đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Rồi, chúc mừng hai bạn, cố gắng tìm hiểu nhau ha. Dạ. Rồi, xin mời.